Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp ví dụ tiếp theo về cấu trúc, cú pháp mở rộng của cấu trúc if else, đó là cấu trúc multi if hoặc là cấu trúc if else bậc thang. Đây là một cấu trúc mà có cú pháp mở rộng so với lại if else, bởi lẽ nó cho phép chúng ta đánh giá nhiều điều kiện trong chương trình để tìm hiểu kỹ hơn về cấu trúc if else này. Chúng ta sẽ ví dụ có rất nhiều tên gọi ở cấu trúc này, có thể gọi là if else bậc thang, if else if, vì nó có nhiều nhánh, nhiều cái điều kiện ở trong chương trình. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái ví dụ. Ở đây chúng ta có một cái biến in. Đó, đây chúng ta sẽ cho nó bằng 3. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc if else để đánh giá giá trị của biến này. Chúng ta kiểm tra if nếu đây bằng bằng 1, đó, tức là nếu giá trị của biến đây bằng 1 thì ta sẽ in ra một cái giá trị. Ví dụ ta sẽ in ra là Monday. Trường thứ hai, if else if đây bằng bằng 2 thì ta sẽ in ra một giá trị khác, Tuesday. Thứ ba, nếu mà đây bằng 3 thì ta in ra Wednesday. Nếu còn trường hợp là else thì chúng ta sẽ in ra nó là invalid đây. Thì đây là một cái bài mà chúng ta kiểm tra cái giá trị của biến đây. Nếu đây bằng 1 thì chúng ta sẽ in ra Monday. Còn nếu không chúng ta sẽ in ra một trong các cái giá trị Tuesday hoặc Wednesday. Đấy, thế và còn nếu mà trường hợp còn lại thì ta sẽ in ra là invalid đây. Cái luồng thực thi của cấu trúc if else if hoặc là if else bậc thang thì hoạt động của nó chúng ta có thể hiểu tương tự như là cái ruộng bậc thang, tức là chương trình sẽ đánh giá giá trị của cái điều kiện trong khối if. Nếu điều kiện thỏa mãn thì thực hiện thân của khối if, còn nếu điều kiện không thỏa mãn thì chương trình sẽ lần lượt đánh giá điều kiện của các nhánh else if bên dưới. Đó. Nếu như điều kiện của một nhánh else if nào đó thỏa mãn thì chương trình sẽ thực hiện thân của nhánh đó và bỏ qua tất cả các nhánh còn lại. Còn nếu mà tất cả điều kiện của các cái nhánh if hoặc else if đều không thỏa mãn thì chương trình sẽ thực hiện khối else. Khối else ở đây ấy, thì đóng vai trò như là tất cả trường hợp còn lại. Đó. Thì chúng ta sẽ chạy chương trình để xem. Ở trong chương trình này chúng ta có thể nhìn thấy là chương trình in ra là Wednesday, bởi lẽ là biến đây bằng 3 thỏa mãn với điều kiện của nhánh else if. Đó. Thì mỗi một cái else if này là một nhánh chương trình. Cái cú pháp if else if có thể coi như một cái if else đa nhánh để thực hiện nhiều điều kiện trong chương trình. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu về cú pháp của if else if trong chương trình Java. Chúc các bạn học tốt.